Vì sao năng lượng tái tạo STCM có giá thành sản xuất rẻ 440 đồng bằng 2 cent trên 1 kWh lại bán được giá cao và điện luôn có? Các lý do làm giá thành sản xuất 1 kWh điện chỉ 440 Việt Nam đồng bằng 2 cent trong khi các công nghệ khác đều cao là: thứ nhất, thu nhiều khí nén nên phát ra nhiều điện hơn 10 lần công nghệ điện sóng biển các nước đang sử dụng hiện nay. Hai là bán điện được giá cao giờ cao điểm nhờ có hầm chứa. Ba là nhà máy sản xuất một lúc hai loại năng lượng, ngoài bán điện còn bán khí nén cho các nhà máy nhiệt điện khác vì rẻ và sạch hơn. Bốn là bán đất bồi tự nhiên nhiều lần, cứ vài năm đất bồi ổn định lại dời nhà máy ra vài km chờ bồi tiếp bán tiếp. Đây là một nguồn thu lớn góp phần làm hạ giá thành sản xuất chỉ còn 2 cent trên 1 kWh như Lê Bình Minh 1, 2, 3, Kim Sơn, Ninh Bình, Bình, Đê Biển Song Song, Si Bay Linh ở nước ngoài. Cái bán đất này á, là ta cho lại cho một cái công ty nào chuyên về làm kinh tế, xây chung cư, xây nhà dọc bờ biển, trên bờ biển rồi đó, làm khu kinh tế biển, hoặc là để cho họ làm rồi họ trả phí lại cho mình, làm cái nuôi trồng thủy sản chẳng hạn. Rồi, năm, có cấu tạo và nguyên lý hoạt động tốt. Đây là công nghệ phát điện sóng biển, nhưng khác ở chỗ công nghệ hiện nay của các nước chỉ gồm một bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển thành khí nén, làm quay tuột pin máy phát ra điện, giá thành 8 đến 10 cent 1 kWh. Trong công nghệ mới của chúng tôi có hơn 10 bộ chuyển đổi năng lượng nằm trên hầm và các dãy nhà nổi gần đó, cung cấp khí nén cho hầm chứa. Khí nén này rất mạnh và ổn định, sẽ đưa tới làm quay tuột pin máy phát ra điện. Tất cả đặt như đê biển song song và cách bờ 1 đến 5 km, sao cho mực nước lúc thấp nhất vẫn còn 1 đến 2 mét. Lý do thứ sáu là có phương án kỹ thuật thực hiện đơn giản. Thí dụ lập một nhà máy phát điện theo công nghệ mới này tại bờ biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh như các đoạn đê biển song song với bờ. Nhờ vậy tạo bãi bồi, dùng bơm nước làm khô bãi bồi này thành đất canh tác, đất ở, ví dụ như cách làm khô như của Hà Lan. Các đoạn đê biển kiên cố này có hầm kính, dùng chứa khí nén bằng bê tông cốt thép, mặt trên đường thiết kế cho đường xe chạy. Mặt hướng ra biển gồm 3 loại bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển do các bơm thủy lực đưa vào tích trữ trong hầm. Khi cần phát điện cho thoát ra đẩy tuột pin quay máy phát ra điện. Lưu ý, vài năm sau khi đất bồi lần 1 tương đối ổn định sẽ dời nhà máy ra xa bờ thêm vài km để nhà đầu tư bán nên thêm thu nhập do bán đất bồi tự nhiên lần hai. Vì vậy, sản xuất theo sáng chế này rẻ hơn loại rẻ nhất hiện nay là thủy điện. Từ đó, nhiều người không sản xuất điện bằng hai loại này nữa, tức là không sản xuất cái loại năng lượng hóa thạch và thủy điện nữa đó, nên ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, dù bị tác hại kép như ở đồng bằng sông Cửu Long. Kích thước hầm chứa cao 10 mét, dài 30 mét, rộng 15 mét, sau này có nhu cầu mở rộng thêm cũng dễ. Trên mặt là đường xe chạy hai chiều. Cái này là ta có thể, sau này ta có thể thu cái phí BOT. Đặt lại tại vị trí sang bằng trước, cách bờ 200 đến 1.000 mét hay xa hơn nữa. Chỗ mở ngoặc cái này là quan trọng, ở chỗ là mực nước thấp nhất thì vẫn còn khoảng 2 mét. Kích thước nhà nổi thì đủ một gia đình ở và bảo trì hệ thống chuyển năng lượng, đặt tại chỗ cách mặt trước cách hầm 50 đến 100 mét. Chỗ đặt tua bin và máy phát điện thì cạnh hầm chứa. Đúc hầm bê tông thì tại nơi thấp hơn mực nước gần bờ sông biển, đúc xong tháo bờ cho nước vào hầm nổi lên rồi kéo ra chỗ đã định. Lúc này mực nước cao, khi nước rút xuống hầm bê tông chạm đáy biển,
Lúc này hầm được neo thật chặt, kiên cố, dù biển có bão cũng không nổi lên hay nghiêng ngả. Các bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển thành khí nén được ghép vào sau khi đã đặt hầm bê tông vào đúng chỗ và trang trí đẹp phục vụ cho du lịch. 7. Phương án kinh tế một đoạn mẫu theo tạm tính của công ty tư vấn xây dựng, thì cái này có thể cộng trừ do vật giá và thời điểm. Phần chi ra: 1. Để làm một hầm bê tông cốt thép dài 30m, rộng 10m, chi phí 900 triệu. 2. Để làm hai dãy nhà nổi 6 căn, chi phí 240 triệu. 3. Để làm 10 bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển theo 6 loại trên là 100 triệu. 4. Chi phí tiếp thị phát sinh các loại là 10% là 130 triệu. Cao hơn nữa thì cũng không thành vấn đề vì số tiền lời rất là nhiều. Có thể là 100% cũng chẳng sao. Tổng cộng 900 triệu cộng 240 triệu cộng 130 triệu bằng 1 tỷ 270 triệu. Phần thu vào: do đất bán đất bồi tự nhiên, bồi lần 1, rộng 30m, dài 1.000m, bán rẻ với giá 1 triệu đồng mét vuông, số tiền thu được là 30 tỷ. Giá đất lân cận hiện nay tại Cần Giờ là 3 triệu trên mét vuông, do hầm chứa khí nén còn là đê biển song song nên tạo bãi bồi, còn thu tiền được do đất bồi lần 2 tính sau, vì mua còn phải cải tạo sơ rồi mới dùng được. Do bán điện được nhiều hơn loại hiện nay 10 lần và bán được giá cao, giờ cao điểm mà. Đấy, có theo như công ty điện lực nó mua điện á, thì có lúc là giờ cao điểm hơn giờ thấp điểm đến 10 lần. Nghĩa là lúc mà giờ thấp điểm thì mua một, nhưng mà lúc giờ cao điểm có thể mua tới 10 lần nữa. Đây là nguồn thu lớn lâu dài thì để tính sau. Do thu phí đường giao thông trên mặt hầm chứa thì cũng để tính sau, thu phí BOT đó. Kết luận: tổng cộng phần chi ra là 1,3 tỷ đồng. Chỉ tính riêng cái phần thu đất bán đất bồi lần 1 là đã là 30 tỷ, lời 2,8 tỷ, chưa tính bán đất bồi lần 2, tiền bán điện, tiền do đường giao thông, phần hỗ trợ ưu tiên, các chương trình về biến đổi khí hậu, năng lượng của nhà nước. Như vậy nhà đầu tư đạt lợi nhuận, siêu lợi nhuận ngay từ đầu là chính xác. Cái phần bán đất bồi này thì ta nói vậy cho gọn, chứ có rất nhiều hình thức, sao cho nó đúng theo cái pháp luật và có nguồn thu từ cái điểm này. Bây giờ là sẵn đây rồi, nêu luôn cái bảng giá thành sản xuất 1 kWh điện của các loại công nghệ phát điện. Đấy. Thì thứ nhất, thủy điện là 507 đồng trên 1 kWh, tức là bằng 2,5 đến 3 sen kWh. Thủy điện nhỏ là 500 đến 1.000 đồng trên 1 kWh, tức là bằng 2,5 sen đến 5 sen. Điện thủy triều 2.000 đồng trên kWh, có nghĩa là khoảng 10 sen. Điện sóng biển 1.800 đến 2.000 đồng 1 kWh, bằng 9 đến 10 sen. Điện sóng biển STCM là năng lượng tái tạo. Đấy là cái của cái này nè. Thì là 440 Việt Nam đồng, tức là bằng 2 sen 1 kWh. Điện mặt trời 3.600 đến 6.000 Việt Nam đồng, tức là 18 đến 30 sen 1 kWh. Điện gió 1.200 đến 1.800 Việt Nam đồng kWh, tức là bằng 6 đến 9 sen kWh. Nhiệt điện than là 1.500 đến 1.600 đồng 1 kWh, tức là bằng 7,8 đến 8 sen kWh. Chính là nhiệt điện khí 1.700 đồng 1 kWh, tức là bằng 8 đến 8,5 sen 1 kWh. Nhiệt điện dầu 4.692 Việt Nam đồng bằng trên 1 kWh, cái này là cao nhất á, thì kẹt lắm mới phải sử dụng tới nó đó. Điện hạt nhân bằng 80 đến 90% các loại điện hóa thạch trên. Điện địa nhiệt 1.100 đến 1.600 đồng 1 kWh, tức là bằng 5,5 đến 8 sen kWh. Điện trấu 900 đến 1.600 đồng 1 kWh, bằng 4,5 đến 8 sen kWh. Điện bã mía 700 đến 1.200 Việt Nam đồng
tức là bằng 3,5 đến 6 sen một kWh điện khí từ rác thải, 700 đến 800 Việt Nam đồng kWh, tức là bằng 3,5 đến 4 sen kWh điện đốt rác thải, 1.600 đến 1.800 Việt Nam đồng trên kWh, tức là bằng 8 đến 9 sen kWh. Đó, đó là ta nói về cái vấn đề mà tại sao nó bán được cái nó giá thành sản xuất nó rẻ. Nó còn cái lý do nữa đó, là cái nhà đầu tư đạt được 8 nguồn thu. Còn cái chuyện mà bán được giá cao là tại sao? Là tại vì có hệ thống lưu trữ năng lượng. Giờ cao điểm công ty điện mua điện có khi cao gấp 10 lần giờ thấp điểm. Lúc đó mở van cho chạy trục pin, máy phát điện phát ra điện. Đấy, trong khi các cái công nghệ khác, nhiều công nghệ khác thì lại là không có hệ thống lưu trữ năng lượng này, hoặc là hệ thống lưu trữ năng lượng của họ tốn tiền. Đấy, thí dụ như dùng pin, dùng ắc quy thì nó làm giá thành đã cao rồi, các loại năng lượng tái tạo giá thành đã cao rồi, còn bây giờ thì vì cái hệ thống này do đó nó lại càng cao hơn nữa. Còn hệ thống của chúng tôi thì lại là miễn phí. Đó, do đó rằng là khi nào cần thì mở van ra cho phát điện. Đấy. Trong khi các hệ thống khác khi người ta không có cần, khi nhu cầu không có cần thì nó cũng vẫn cứ phát điện. Thì phát điện đó là mất thôi, phát điện kiểu đó là mất, nhưng mà cũng đành phải chịu, tại vì nó không có hệ thống lưu trữ năng lượng. Rồi tiếp theo là như trên đã có nói là lý do mà nó làm cho giá thành sản xuất nó rất là rẻ, rẻ hơn cả thủy điện nữa, là người thực hiện sáng chế này thì lại đạt đến 8 nguồn thu. Thì đây còn là một lý do để hạ giá thành sản xuất 1 kWh điện. Đó. Thì 8 nguồn thu là gì? Thứ nhất, thu tiền được nhờ bán được điện giá cao vào giờ cao điểm hay mùa thiếu nước, thiếu gió, vì có các nguyên lý hoạt động tốt mới lạ. Thu được nhiều khí nén nhờ 3 bộ chuyển đổi năng lượng trên đê biển hay hầm chứa khí nén, cộng với 3 bộ trên nhà nổi. Thêm nữa, khí nén được làm nóng lên và đẩy theo hướng xoáy tuột pin, nên càng làm tăng sức mạnh của tuột pin và generator máy phát điện lên nhiều lần. Nhờ tồn trữ khí nén nên kiểm soát được việc ngưng hay phát nhiều hay phát ít, đúng nhu cầu nguồn tiêu thụ, không cần điện tích năng. Đấy, thì hiện nay cái mà lưu trữ năng lượng hiệu quả nhất của hiện nay thôi nha, là dùng điện tích năng. Đấy, thủy điện tích năng hay điện khí tích năng. Đấy, còn của ta là như vậy là rất là tốn kém, lập thêm một cái hệ thống nữa. Đấy, cộng với giá thành thì tăng cao giá thành sản phẩm lên rất nhiều. Còn của chúng ta là có hệ thống lưu trữ năng lượng điện miễn phí. Thứ hai, thu tiền được là nhờ bán đất bồi lấp nằm giữa đê và bờ đất liền. Tại vì cái hầm chứa khí nén này nó là đê biển song song. Đấy, do đó nó tạo đất bồi. Ba, thu tiền nhanh nhờ việc bán nhà nổi, vì người mua có ngay thu nhập thường xuyên ổn định do bán khí nén cho tổ phát điện. Đấy, người mua nhà này thì họ có luôn cái công việc làm, công việc để ra tiền, tức là bán khí nén cho cái tổ máy phát điện. 4. Hầm chứa khí nén làm đê biển và mặt trên là xa lộ, nên nhà đầu tư có thể được nhà nước trả lại tiền từ quỹ làm đê mới hay sửa chữa để ứng phó tạm biến đổi khí hậu đã có. Còn xa lộ thì nhà đầu tư thu phí hay bán cho nhà nước hay nhà đầu tư khác. Có nghĩa là khi mà làm cái này thì đương nhiên ở địa phương này họ lại có những cái đê biển kiên cố bằng bê tông cốt thép, mà những cái khu vực mà bị bờ biển xói mờ, xói lở, thí dụ như hiện nay là khu Bạc Liêu, khu Tiền Giang, thì đó là mơ ước của họ. Do đó họ cũng sẽ tính toán như thế nào. Thứ năm, thu tiền nhờ bán chỉ tiêu khí thải, nhiều ít tùy thuộc công suất của nhà máy phát năng lượng tái tạo đó. Thứ sáu, thu tiền do bán khí nén cho các nhà máy phát điện dùng năng lượng hóa thạch gần biển hoặc ở sâu trong nội địa, vì khí nén rẻ hơn hay bán cho xe chạy bằng khí nén. Đó, hiện nay cái mà gây biến đổi khí hậu hại nhất là các nhà máy phát điện chạy phát dùng năng lượng hóa thạch, kế tiếp là xe, phương tiện giao thông chạy bằng năng lượng hóa thạch. Đó,
Do đó là bây giờ nếu mà có nhà máy này công suất rất là lớn, cả triệu megawatt, thì dư điện ra để ta dùng cho luôn cho cái giao thông, tạo thành giao thông sạch, không sử dụng giao thông bẩn nữa. Đó, thứ bảy là nhận được ưu đãi cao nhất trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như là vay ngân hàng, cấp nhà đất, khai thác tiêu thụ đất cát liên quan đến các công trình, ưu tiên về các chính sách được trợ cấp của các tổ chức phi chính phủ, các quỹ tài chánh, chính phủ và quốc tế. Thứ tám là nhiều lĩnh vực sẽ được miễn thuế vì chủ đầu tư cao nhất thực sự là nhà nước, hưởng lợi nhiều nhất là nhà nước chứ không phải tốn tiền, tốn kém nhiều như dự toán trước đây, còn giúp người thực hiện nhiều loại nữa mà được quốc hội quốc tế ủng hộ. Chỉ cần đạt một vài trong tám nguồn thu trên, tất nhiên giá thành sản xuất một kilowatt điện thật hạ theo cách tính giá thành sản xuất một kilowatt điện nhưng lại bán được giá cao theo các công ty điện mua theo thời điểm trong ngày hay trong mùa.